Hello hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel YouTube của T-Rex Legend. Lại là tôi đây, sau nhiều lần hóa thân thành thợ lặn thì hôm nay tôi đã ngoi lên để làm video phục vụ cho anh em nha. Đến với cái clip ngày hôm nay, tôi sẽ đem lại cho anh em một chủ đề rất mới lạ. Đó là tôi sẽ show tài khoản Mobile Legend bang bang này của tôi sau hơn 3 năm gắn bó cùng game để xem có gì thú vị không anh em nhé. Anh em đừng quên đăng ký theo dõi channel YouTube của T-Rex Legend để có thể nhận được những video mới về Magic Chess trên kênh của mình. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Đây, đầu tiên tôi sẽ show cho anh em cái thông số của mọi một giải anh em nhé. Đấy thì tôi chơi được 9036 trận với cái tỷ lệ thắng là 67,14%, 2173 MVP. Anh em để ý là tôi có cái số Savet tận 40 anh em nhá. Cũng nhiều đấy anh em ạ. Có anh em nào nhiều hơn không nhỉ? Anh em nhớ comment ở dưới cái bình luận của video anh em nhá. Ok. Triple kill thì có hơn 1000 thôi anh em ạ. Đây này, mình sẽ để ý mấy cái chỉ số quan trọng như là hạ gục cao nhất là 27 và chiến công thần thoại là 1251. Chuỗi thắng cao nhất là 30 anh em nhá. 30 đấy, 30 cũng là hơi bị nhiều luôn anh em nhá. Anh em nào nhiều hơn thì cứ comment ở dưới bình luận. Sát thương gây ra cao nhất là mình chỉ gây được 11.000 đêm thôi. Vàng 1 phút thì 1.400 và sát thương phải chịu cao nhất là gần 15.000 đấy. KDA là 4,34, tham gia giao tranh là 53,6%. Và đây chúng ta đến với riêng về thông số xếp hạng thôi anh em nhá. Xếp hạng thì tôi được 6.850 trận, 66,18% tỷ lệ thắng và 1.627 MVP. Riêng về xếp hạng thì tôi sở hữu cái Savet là 28 là cao nhất luôn anh em ạ. Cao nhất trong tổng số 40 Savet của tôi. Về hỗn chiến, đây là cổ điển, sorry anh em, thì được 1.830 trận và tỷ lệ thắng khá là cao. Cổ điển chơi rất là dễ thôi anh em ạ. Còn hỗn chiến thì, ui dồi, 3 năm tôi chơi được có 356 game thôi. Không ngờ luôn mà tỷ lệ thắng hơi thấp vì hỗn chiến nó hên xui mà anh em. Tướng ngon thì chúng ta có thể gánh team, mà tướng không ngon chúng ta có thể là gánh team bạn. Đây, chúng ta đến với cái thông số về tướng thường dùng anh em nhá. Tướng thường dùng của tôi thì có cái con tướng tủ, đó chính là Claude, hay còn gọi cái tên quốc dân khác là Claude đấy. Thì tôi chơi được gần 1.000 trận anh em ạ. Với cái số trận là 952, tỷ lệ thắng là 73,5%. Những con tướng khác như Bruno và Ganger tôi cũng khá là cao. Đây là Guinevere tôi cũng được 69%. Lunok thì tôi chơi không nhiều lắm anh em ạ. Zat thì cũng ok, Hellcurt cũng ok. Đâu nhỉ? Wow, Xbox thì tôi 125 trận và 79,2% tỷ lệ thắng đấy. Có anh em nào cao hơn tôi comment nhá. Tử Long, ui dồi, mấy con tướng kiểu như là cổ điển của game hay là cái thương hiệu của game ấy, tôi chơi kém lắm. Ví dụ con Tử Long lúc nãy đấy có 53% thôi. Angela tôi cũng biết chơi nhá. Hồi xưa tôi chơi Angela hơi bị bro luôn anh em ạ. Chẳng qua đồng đội fit, đồng đội không biết chơi nên tôi tỷ lệ thắng nó hơi thấp. Hàng Nga thì tôi chắc là tôi chơi được có tí thôi anh em ạ. Mấy con kiểu tham mất Tezitla, uầy, Tezitla mình cũng tỷ lệ thắng khá là cao nhỉ. Rafa, ui, Rafaela kìa. Mình cũng là một main support khá tin cậy luôn. Fanny, ui, anh em đừng nhìn cái số Fanny thôi nhá. Anh em đừng, anh em che mắt đi, anh em che mắt đi. Kiểu kẻ mù mắt anh em ạ. Linh à, Linh con tướng này cực kỳ là được ưa chuộng trong Mobile Legends Bang Bang. Nhưng mà tôi lại không biết chơi anh em ạ. Tôi không chơi giỏi cho lắm. Đây này, anh em nhìn này. Ui, ngộ không, 72,7% tỷ lệ thắng. Đây là một con số đáng mơ ước của nhiều anh em. Candita 81% tỷ lệ thắng anh em nhá. Tha hồ mà cày luôn. Đó, thì ui, mình nhìn có Basia này mình lại nhớ đến cái thời mua skin. Vừa mua xong chả dùng được tí nào luôn. Đa số là mình mua để mình cho vào Magic Chess mình chơi ấy. Mà lúc đấy vừa mua xong nó lại kiểu xóa đi cái con Basia ở trong Magic Chess. Basia hồi đó trong Magic Chess là mang cái hệ long tộc anh em ạ, long tộc. Đó, thì đây đến với cái gọi là cái quan trọng nhất trong cái video này. Nó chính là lục cái túi đồ của cái nick của mình xem có những cái gì hot anh em nhá. Đầu tiên thì chúng ta đến với cái thẻ thử. Thẻ thử đây, ui toàn mấy cái tướng cũng là
hàng ngon đấy anh em, cũng là những cái tướng ngon. Nếu mà mình kiểu thèm quá, mình không có tiền mua, mình có thể vào kho mình mở ra, mình thể trải nghiệm, không cần phải mua anh em ạ. Đấy, thì những cái biểu tượng icon vàng này thì mình đã sở hữu rồi, nên là mình sẽ bán đi anh em nhá. Bán đi thì anh em sẽ được cái lượng BF tương ứng, PP anh em ạ, PP sorry anh em. Đó, được 90 vàng này, 90 này. Ôi có cả, ôi cái này chưa có nhá, cái này chưa có nhá, không bán nhá. Đó thì những cái skin mà mình muốn dùng ấy thì mình sẽ vào đây mình thử. Mình có thể thử trước khi mua anh em nhá. Và đây là cái túi đồ gói quà. Gói quà thì để xem nào, gói quà tôi sẽ mở hết cho anh em nhá. Được 180 vàng này. Đó, đây tôi sẽ mở hết cho anh em luôn. Có gì mở hết. Đây nhá, 26 hòm này. Úi dồi ôi, bạch cốt pháp sư kìa. Skin này cũng cực kìa đẹp nhá, với cả thí nghiệm 21. Skin Hayabusa cực kìa hiếm. Anh em mà muốn sở hữu lại, anh em phải có 10 cái cục đá hiếm ở trong Star ấy. Nghĩa là anh em phải nạp 10 tháng Star, anh em có thể đổi ra được cái thí nghiệm 21. Khá là chát, khá là hiếm. Gói vé bất ngờ này. Những cái này thì nói chung là mình sẽ mở hết anh em nhá. Ui, máy skin cao cấp. Có thể bầu trợ đấu sĩ. Ui, có thường thắng tương quân luôn kìa. Violet Serena. Ui, à nhiều anh em mở được skin vĩnh viễn Serena Violet, thế mà mình không bao giờ mở được nhá. Có vẻ là cái số mình nó hơi đen anh em ạ, hơi đen. Đây đa số là những cái thẻ trải nghiệm tướng. Mà tướng thì mình đã có full tướng rồi anh em ạ. Có full 100 tướng rồi. Nên là mở cái tướng nào ra mà nó ra ấy, thì nó đổi thành vàng cho mình. Được 300 vàng luôn này. Anh em là mà kiểu như là hồi xưa tôi cũng hay thích sưu tầm mấy cái thẻ này lắm. Để khi nào mà tôi kiểu như là thiếu vàng để tôi mua tướng mới thì tôi sẽ có để dùng để tôi... Đó, tôi búc vàng lên. Đó, mở hết cho anh em luôn nhá. Hoa bỉ ngạn này của Karina. Lọ ma thuật nhỏ để quay cái vòng Legend. Tí nữa tôi sẽ show cho anh em cái này cực kỳ đặc biệt luôn. Mà có thể là nó là giá trị nhất trong cái túi đồ của tôi luôn rồi. Đây là những cái gói ngọc mà khi anh em đăng nhập vào game ấy thì nó sẽ tặng cho anh em. Quên không nói cho anh em, đó chính là cái đồ kim cương kia. Khi anh em được người khác tặng trong live stream ấy thì anh em sẽ được quy đổi ra 5 vàng thì được 1 kim cương. Uầy, mở phát ra này anh em này, 630 vàng luôn nhá. Hơi bị nhiều luôn. Đây là 100, mở được full 99 anh em ạ. Bụi ma thuật 249, chắc là toàn full bụi ma thuật thôi. Bụi ma thuật này của anh em để dùng để nâng cấp ngọc đấy. Ngọc thì mình cũng full rồi, full tường, full ngọc, full skin thì chưa có anh em ạ. Hơi chát, skin thì chưa full. Đây rồi, gói trải nghiệm tướng 1950 vàng. Và đây là cái rương ở trong Starlight đấy anh em. Anh em khi mà mua rương Star thì sẽ được một cái rương skin, gọi là skin 269 thôi. Anh em là có đồ thì nó sẽ quy đổi ra 20 mảnh skin tím. Và đây là cái túi đồ chuẩn bị. Ở đây thì quy tụ những cái kiểu như là biến về này. Ui, biến về hiệu ứng, biến về Halloween. Lễ hội mùa xuân. Wow, hiệu ứng xuất hiện lễ hội mùa xuân vĩnh viễn anh em nhá. Tôi dùng luôn anh em ạ, tôi dùng luôn. Bây giờ tôi mới phát hiện ra tôi có cái này đấy. Trước giờ tôi không để ý đâu. Đấy, tí nữa tôi sẽ show cho anh em cái hiệu ứng, tất cả cái hiệu ứng xuất hiện biến về của tôi, xem tôi có những cái gì nó giá trị không anh em nhá. Đó, những cái hiệu ứng biến về, hiệu ứng hạ gục, hiệu ứng xuất hiện đều xuất hiện ở đây. Đó, hiệu ứng ông hoàng bữa tiệc, hiệu ứng này thì anh em nào cũng có rồi. Rất ít anh em nào là không có, chỉ anh em là lười cày mới không có thôi. Đây là full toàn bộ cái túi đồ chuẩn bị của tôi nhá. Có cái khung kia kìa anh em nhìn thấy cái khung không? Đấy, cái khung quạt độc quyền cấp thiên giới này cực kỳ hiếm luôn. Anh em nào mà sở hữu được hai cái này là cực kỳ là hiếm luôn nhá. Khi anh em sở hữu được một cái thì nó rất khó ra cái thứ hai.
Đây, tôi sưu tập được một cái anh em bạn, nhưng mà tôi lại mở thêm một phát nữa. Tôi mở thêm anh em nhá. Đây, tôi sẽ dùng luôn cho anh em. Cái cung này thì nó có hiệu ứng khá là đẹp đấy, nhưng mà chỉ được 10 ngày thôi, khá là ít. Còn đây là bụi ma thuật 34.000 dùng để nâng cấp ngọc. Đấy, anh em thấy, nhìn thấy ngọc của tôi đã full hết cấp 60 rồi. Công nhận mà chơi game này mà khi mới chơi ấy, cày ngọc cực kỳ là khó khăn luôn anh em nhé, cực kỳ là khó khăn thôi. Trừng phạt đây này không quan tâm này. Ok, chúng ta trở lại thôi. Bây giờ chúng ta lại đến với cái túi đồ khác nha anh em nhá. Ở đây thì quy tụ những cái vật phẩm cực kỳ là hiếm và cũng như cực kỳ là mới lạ. Để xem nào, đây là cái huy chương. Huy chương này anh em có thể dùng để tặng cho những người bạn bè của mình, giúp cho người ta có thể tăng được cái sức hút lên nha anh em nhá. Đây tôi sẽ làm ví dụ thôi. Tôi tặng tầm 2-3 cái làm ví dụ anh em nhá. Đấy, anh em có thể tặng cho bạn bè và người thân. Cái này thì anh em giữ thì cũng không để làm gì đâu, anh em tặng cho người ta đi. Cứ tặng hết cho người ta đi. Cái này anh em giữ cũng không bán được vàng hay là cũng không sử dụng gì mục đích cá nhân đâu anh em ạ. Và đây là cái thẻ. Ôi, thẻ này là khi mà mình chọn đây, mở ra là sẽ được chọn một cái skin bất kỳ mình thích. Nhưng mà chỉ là ngày thôi anh em nhá, ngày thôi nhá. Anh em nào định mua thì nhớ gọi là trải nghiệm trước khi mua. Đó, đó tác dụng những cái thẻ trải nghiệm. Và ở đây là ui, thẻ skin hiếm, skin epic hiếm. Ôi, thẻ này chắc là ít người có lắm nghe, chắc chắn tôi nghĩ là ít người có cái thẻ này lắm. Tôi nghĩ là không quá nhiều người có cái thẻ đâu. Ui, toàn những skin tôi thích luôn, Kimmy với cả Leomo với cả Kaja. Còn Saber tôi có rồi anh em ạ. Và cái đây, cái đá quý đây anh em có thể đổi ra skin anh em nhé. Thí nghiệm 21 là 10 cái cục kia mới có này. Nhưng anh em phải sử dụng 10 tháng Starlight. Đăng ký 10 tháng đấy thì mới có 10 cục. Thẻ giảm giá thì anh em nào cũng biết rồi. Và đây là cái mảnh skin xanh đây, mảnh skin cao cấp, mảnh skin hiếm. Mảnh skin hiếm thì tôi vào kho tôi mua anh em nhá. Tôi vào cửa hàng tôi mua luôn. Tôi phá luôn anh ạ, phá túi đồ luôn. Anh em nhớ bấm like cho tôi anh em nhá. Đây, skin tôi đang ưa thích đây là Kaja. Kaja thì skin tôi chưa có, với cả nó cũng hơi ít ra skin của Kaja. Kaja đa số là ra skin toàn skin đắt thôi anh em. Skin nó ra epic vòng quay các kiểu, anh có đâu phải anh em nào cũng có đâu đúng không? Đó thì lôi thần là cái sự lựa chọn của mình khi mà không có skin Kaja nào. Trừ cái skin Kaja 269 thì không nói làm gì. Skin đấy nó khá là bình thường rồi. Còn cửa hàng tướng với cả hai cái cửa hàng skin cao cấp thì tôi full rồi anh em ạ, tôi full rồi. Không có gì để mua cả. Đây, và mảnh tướng thì 2.000 luôn ạ. Anh em nào game mà nó có ra chức năng mà tặng mảnh tướng cho nhỉ? Tôi tặng cho anh em hết luôn, tôi không giữ mảnh tướng làm gì. Mảnh tướng bây giờ tôi full tướng rồi, tôi không thèm giữ mảnh tướng thôi anh em ạ. Nếu mà game nó có cái chức năng tặng mảnh tướng thì tốt quá. Bụi ma thuật này, mở nhân năm bỏ qua hoạt ảnh. Đây tôi chỉ mở ví dụ cho anh em nhá, chứ tôi không muốn mở hết. Tôi để dành để khi nào mà kiểu như nó ra tướng ấy thì tôi mới quay. Còn skin này tôi có rồi, tôi không quay. Có tướng mình quay thì mình sẽ được BB, mình tích BB, mình mua tướng. Còn đây là cái vòng quay ảo thuật anh em. Tôi mới đổi một cái gì đó tôi không biết nha. Mà để sở hữu được cái viên đá tối thượng thì anh em phải quay đủ 200 lần anh em nhá. 200 lần khá là đắt. Thì để full được cái vòng quay này là tôi nghĩ là phải 4-5 triệu gì đó. Và tôi nói chung là tôi không quay. Và đây là cái giá trị nhất ở trong cái tủ đồ tôi đấy anh em ạ. Đó chính là viên đá quý. Anh em nhìn thấy gì chưa? Anh em chưa nhìn thấy gì đâu, chắc anh em chưa nhìn thấy đúng không? Đây, tôi cứ quay mấy cái này đi. Tôi cứ dùng mấy cái kiểu vé này đi để xem có ra được skin lao gì không. Lao gì này skin tôi chưa có anh em ạ. Uầy, không có rồi. Đây, thẻ thử đấy anh em nhá, thẻ thử thôi nhá. Không phải là tôi quay 3 phát ra luôn đâu. Đây, anh em nhìn lại, cho anh em nhìn lại xem là cái viên đá quý ấy ở đâu đấy. Rất là dễ nhìn đúng không?
cái xu này thì anh em có thể đổi lương tướng cho trong cái cửa hàng này sao. Đó. Dùng hết anh em ạ, dùng hết. Đấy. Pha lê ma thuật anh em ạ, không phải là cục đá quý. Pha lê ma thuật, một cái viên ngọc trị giá 4 triệu anh em ạ, 4 triệu để sở hữu được viên ngọc này. Đây là chắc là có lẽ là cái vật phẩm hiếm nhất ở trong kho đồ tôi rồi. Cái vật phẩm mà tôi chơi 3 năm mới có anh em ạ. 3 năm nhá, tôi nạp rất ít anh em nhá. Tôi nạp rất ít luôn. Đấy thì tôi sẽ tích để xem là có cái skin Legend nào mới tôi sẽ đổi chưa. Bây giờ tôi không chơi mấy con này anh em ạ. Woodson tôi không chơi. Alucard tôi không chơi, The Summer tôi không chơi, God tôi không chơi, Mia tôi lại càng không chơi. Ờ. Đấy. Em mới khổ chứ, cứ đợi xem skin nào nó mới ra chất lượng, càng về sau nó càng chất lượng anh em. Anh em nào không sở hữu phí lắm. Đây rồi. Đấy nhá, hôm nay tôi sẽ show anh em ạ. Show cả những cái hiệu ứng trận đấu này. Thì ở trong này tôi mới có một cái, ui chả quế nào anh em ạ, chả quế nào. Cái có cái legendary đấy đấy, cái tuyên ngôn thánh thể này là vĩnh viễn có thể kiếm được từ nhiệm vụ hồi trước. Nhưng mà tôi bận quá tôi không kiếm được, tôi không làm được nên là tôi bị bỏ qua anh em ạ. Tiếc quá, hơi tiếc, cái đấy đẹp anh em ạ, cái đẹp nha. Còn hiệu ứng biến về của tôi đây, hiệu ứng biến về thì được có vài cái hiếm. Được có vài cái khá là đẹp. Cái này thì đa số là toàn làm nhiệm vụ thôi anh em. Chứ để mà quay được mấy cái biến về này cực kỳ là tốn tiền luôn. Và cái ưng nhất của tôi đó chính là cái biến về của giải đấu MCL. Wow. Cái này hơi bị hiếm anh em ạ. Cái này hơi bị hiếm rồi, anh em phải vô địch giải Chemi MCL mùa giải ấy. Nghĩa là phải cuối mùa rank thì anh em mới có nhá. Có một lần nhá, anh em mà phải win 3 game liên tiếp thì phải. Thì mới có thể là được cái hiệu ứng biến về đấy. Cực kỳ là hiếm luôn, cực kỳ là khó ăn đấy anh em, mà phải lập tin cứng đi MCL mới được nhá. Hiệu ứng hạ gục của tôi, ui hiệu ứng kia đẹp thế. Hiệu ứng thần kiếm kịch sát, hiệu ứng của cái skin Lancelot thì phải. Và đây là video của mình về sâu kho đồ anh em nhá. Anh em hãy đừng quên để lại cho mình một like, share, subscribe kênh để có thể nhận được video cực kỳ mới đến từ vị trí của T-Tech nha. Ok, bye bye anh em.